Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình tường thuật cấp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023. Nói xong lại một giải niềm tin chiến thắng. Cảm ơn Tô Đông Á đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, ngày hôm nay sau một ngày nghỉ tự do tại thành phố Ngàn Hoa Đà Lạt, các tay đua bước vào chặng thi đấu thứ 16, đua vòng quanh Hồ Xuân Hương, 10 vòng đua với lộ trình 51 km. Tuy là vòng đua truyền thống nhưng cũng đã có những diễn biến khá bất ngờ đã diễn ra. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Ai lên xứ hoa đào đừng quên bước lần theo đường hoa. Hoa bay đến bên người ngại ngần rồi hóa theo chân ai. Đường chân nhìn hoa bướm rồi lòng trần mơ bướm hoa lâng lâng trong sương khói rồi bàng hoàng theo khói sương. Lạc dần vào quên lãng rồi đường hoa lặng bước trong lãng quên. Thưa toàn thể người hâm mộ, lời đầu tiên thay mặt lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng xin nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, các trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên và toàn thể người hâm mộ có mặt trong buổi lễ trao thưởng chặng 15 và xuất phát chặng 16. Kính thưa quý vị đại biểu, trong những năm qua, ban tổ chức cuộc đua luôn quan tâm và dành những tình cảm quý báu. Vì vậy, Đà Lạt luôn là địa điểm đến và địa điểm tổ chức các chặng ski vòng quanh Hồ Xuân Hương thơ mộng, tạo điều kiện để người dân và những người hâm mộ có cơ hội thưởng ngoạn, thỏa mãn niềm đam mê bộ môn xe đạp. Xin gửi đến toàn thể quý vị đại biểu và khán giả lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc giải đua xe đạp tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023 non sông liền một giải. Và đặc biệt xin chúc các vận động viên thi đấu tự tin hết mình để giành thành tích cao nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ đây chúng ta sẽ cùng tiến hành trao giải thưởng cho các cá nhân giành chiến thắng chặng 15. Xin chúc mừng 5 vận động viên về đầu. Hạng 5 Basaku Miep Masuren đến từ Đồng Nai. Đứng thứ 4 chúc mừng vận động viên Javier Sandra Perez nhựa Bình Minh Bình Dương. Hạng 3 Vladislav Dunov đến từ Thành phố Hồ Chí Minh New Group. Hạng 2 Igor Frolov Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Và xuất sắc giành chiến thắng chặng thứ 15, Peter Rikunov đến từ tập đoàn Lộc Trời. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng. Trân trọng kính mời ông Ngô Đăng Đức, Phó Giám đốc Phòng Marketing Công ty Cổ phần Tô Đông Á tiến lên sân khấu trao giải thưởng cho các cá nhân giành chiến thắng chặng thứ 15. Xin chúc mừng cho 5 vận động viên về đầu ở chặng đua thứ 15. Xin được cảm ơn ông Nguyễn Tiến Hải và ông Ngô Đăng Đức. Ở chặng thi đấu thứ 15 sẽ được chúc mừng cho các tập thể giành chiến thắng đồng đội chặng 15. Hạng 3 chúc mừng tập thể Dược Domesco Đông Tháp. Hạng 2 chúc mừng tập thể Vinama Thành phố Hồ Chí Minh. Và về nhất rất xuất sắc xin được chúc mừng tập thể của tập đoàn Lộc Trời An Giang. Xin mời đại diện của các tập thể chúng ta tiến lên sân khấu.
Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Mã Diệu Cương, nguyên phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Chí Tân, nguyên phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến lên sân khấu trao giải thưởng cho các tập thể giành chiến thắng đồng đội chặng đua thứ 15. Xin trân trọng kính mời. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho các tập thể giành chiến thắng đồng đội chặng đua thứ 15. Xin được cảm ơn ông Mã Diệu Cương và xin cảm ơn ông Nguyễn Chí Tân. Và áo trắng sau chặng đua thứ 15 vẫn thuộc về tay đua trẻ xuất sắc Phạm Lê Xuân Lộc của Quân khu 7. Xin chúc mừng và mời Phạm Lê Xuân Lộc tiến lên sân khấu. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Lê Anh Kiệt, thành ủy viên, trưởng phòng văn hóa và thông tin thành phố Đà Lạt. Trân trọng kính mời ông Ngô Quang Vinh, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký liên đoàn xe đạp mô tô thể thao thành phố Hồ Chí Minh, phó trưởng ban tổ chức cuộc đua tiến lên sân khấu trao giải thưởng áo trắng cho Phạm Lê Xuân Lộc. Xin chúc mừng áo trắng Phạm Lê Xuân Lộc của Quân khu 7. Xin trân trọng cảm ơn ông Lê Anh Kiệt và ông Ngô Quang Vinh. Và tiếp theo, giải thưởng áo chấm đỏ hoàn toàn chiếm ưu thế trên các ngọn đèo tay đua Eagle for Love của thành phố Hồ Chí Minh, Vinama đã giành được tổng cộng 90 điểm. Trân trọng kính mời ông Trần Trung Hiếu, phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Đình Khôi, phó trưởng ban tổ chức cuộc đua tiến lên sân khấu. Và chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Hương, phó giám đốc đài phát thanh truyền hình tỉnh Lâm Đồng. Trân trọng kính mời quý vị đại biểu sẽ cùng tiến lên sân khấu trao giải thưởng áo chấm đỏ cho vận động viên rất xuất sắc của chúng ta, Eagle for Love đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Vinama. Xin chúc mừng Eagle for Love của Vinama thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng cảm ơn ông Trần Trung Hiếu, ông Nguyễn Hương và ông Nguyễn Đình Khôi ở giải thưởng áo xanh sau 15 chặng đua. Thưa quý vị, tay đua Peter Rigunov của tập đoàn Lộc Trời An Giang vẫn tiếp tục giữ vững chiếc áo xanh. Xin chúc mừng và mời Peter Rigunov, tập đoàn Lộc Trời An Giang tiến lên sân khấu. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Đoàn Đình Khôi Nguyên, phó giám đốc khối kinh doanh nội địa công ty cổ phần Tô Đông Á. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Thành Đoàn, phó trưởng ban tổ chức cuộc đua xe đạp toàn quốc trên cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023 tiến lên sân khấu trao giải thưởng áo xanh cho Peter Rigunov. Once again, congratulations to Peter Rigunov đến từ tập đoàn Lộc Trời An Giang. Xin cảm ơn ông Đoàn Đình Khôi Nguyên, xin được cảm ơn ông Nguyễn Thành Đoàn. Và tay đua Nguyễn Thắng của thành phố Hồ Chí Minh Vinama đã thi đấu rất tốt trong trận thi đấu thứ 15 và tiếp tục giữ áo cam. Xin mời Nguyễn Thắng tiến lên sân khấu và chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Trung Kiên, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Đại, phó tổng giám đốc công ty cổ phần Tô Đông Á tiến lên sân khấu trao giải thưởng áo cam cho vận động viên Nguyễn Thắng của thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Xin chúc mừng tay đua Nguyễn Thắng của thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Trung Kiên và ông Nguyễn Văn Đại. Xin được chúc mừng tay đua Peter Rigunov của tập đoàn Lộc Trời An Giang vẫn đang giữ vững chiếc áo vàng. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Phạm S, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Trân trọng kính mời nhà báo Thái Thành Trung, phó tổng giám đốc Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, ban chỉ đạo cuộc đua xe đạp toàn quốc trên cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023 tiến lên sân khấu trao giải thưởng danh giá này đến cho Peter Rigunov, tập đoàn Lộc Trời An Giang. Xin được cảm ơn ông Phạm S, xin được cảm ơn nhà báo Thái Thành Trung và chúc mừng cho tay đua Peter Rigunov của tập đoàn Lộc Trời An Giang. Như vậy là cờ Caro đã được phất lên và các đội đua bước vào chặng đua thứ 16 với 10 vòng đua quanh Hồ Xuân Hương của thành phố Đà Lạt. Và ngay sau khi các vận động viên xuất phát thì rất đông các vận động viên xe đạp phong trào ở thành phố Đà Lạt cũng như tỉnh Lâm Đồng cũng đã bắt đầu cuộc diễu hành đi theo một không khí cực kỳ sôi động tại khu vực Hồ Xuân Hương vào thời điểm này. Ngày hôm nay thì quý khán giả đang được thấy các vận động viên thi đấu ở trong một điều kiện thời tiết hết sức thuận lợi. Trời nắng nhẹ, gió cũng rất nhẹ và điều kiện nhiệt độ đang ở mức khoảng chừng 28 cho đến 29 độ C thôi. Mặt đường cũng rất rộng thoáng ở vòng quanh khu vực Hồ Xuân Hương. Và xin nhắc lại là các tay đua sẽ thi đấu tổng cộng là 10 vòng với mỗi vòng dài 5,1 km. Trong 10 vòng đó có 2 vòng rút tính điểm áo xanh, đó là cái vòng thứ 3 và vòng thứ 6. Cục diện trên bảng tổng sắp các danh hiệu cá nhân và đồng đội đến lúc này thì chúng ta cũng thấy tập đoàn Lộc Trời An Giang vẫn đang là đội nắm giữ ưu thế rất lớn ở cả danh hiệu áo vàng lẫn danh hiệu đồng đội và chiếc áo xanh Bùi Đức Rút. Trong khi đó, chiếc áo chấm đỏ Bùi Lê Núi đã chính thức thuộc về tay đua Eagle for Love của thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Nhưng cuộc chiến áo cam, cuộc cạnh tranh dành cho vận động viên Việt Nam ấn tượng nhất vẫn đang là một cuộc chiến rất mở dành cho rất nhiều những ứng viên khác nhau.
Và đây chắc chắn cũng sẽ là cuộc cạnh tranh mà chúng ta cực kỳ chờ đợi ở trong chặng đua ngày hôm nay và cả những chặng đua sắp tới. Lúc này thì lực lượng mô tô mở đường đã về đến đích đỉnh. Và ngay sau hiệu lệnh xuất phát của trọng tài thì chúng ta đã được chứng kiến một cuộc tấn công của hai tay đua. Một tay đua đến từ đội Canada Đồng Nai và một tay đua có lẽ là đến từ ekip quân khu 7. Xin được nhắc lại, các tay đua ngày hôm nay sẽ thi đấu tổng cộng 10 vòng. Mỗi vòng 5,1 km, tổng lộ trình thi đấu là 51 km. Với hai vòng đua có tính điểm giải thưởng dọc đường là vòng thứ 3 và vòng thứ 6. Còn đây là cuộc tấn công của các vận động viên đang nổ ra với hai tay đua dẫn đầu, một tay đua của Canada Đồng Nai, một tay đua của quân đội. Ở phía sau lưng là một tay đua của đội 60 Trần Thế Vĩnh Long đang cố gắng tăng tốc đuổi theo. Và cả đội đông sau đó nữa cũng đang tăng tốc để bắt vào nhóm các tay đua đi đầu. Lúc này thì một tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh New Group đang phát hướng pháo tấn công lên ở phía trên. Nhìn dáng người này có lẽ đó là Vladislav Dionov, tay đua đang đứng ở vị trí 3 trên bảng tổng sắp cá nhân. Và đó là một nỗ lực để tấn công và đó là cực kỳ bất ngờ của tay đua thuộc đội Thành phố Hồ Chí Minh New Group. Những cuộc tấn công trước đó sau hiệu lệnh xuất phát chính thức của trọng tài đã bị đoàn đấu phía sau bắt lại. Và ngay lập tức thì sau đó, sau khi đoàn đấu bắt kịp thì Dionov đã lại tăng tốc để thoát ra. Lúc này thì Dionov đang chuẩn bị hoàn thành vòng chạy đầu tiên. Và anh đang có khoảng cách chừng 15 giây so với đoàn đông ở phía sau, đang do các tay đua của tập đoàn Trần Giang và gạo hàng Trần Giang làm máy kéo chính. Vừa có thêm một tay đua của Kenda Đồng Nai đã nhập vào được với Vladislav Dionov. Đó có lẽ là tay đua mang số đeo 64 Nguyễn Tấn Phúc. Một nhóm các tay đua đã bắt được vào với Dionov và Nguyễn Tấn Phúc ở phía trên. Và chính xác là cả đoàn đông đã bắt lại thành một nhóm. Cuộc tấn công nhỏ lẻ của Dionov đã không thành công. Còn ở bên cánh trái lúc này lại có thêm một chiếc áo đỏ được thoát ra. Có lẽ là tay đua người Mông Cổ, đội quân khu 7 Ekhet Davasambu. Igor Frolov cũng đang bám theo. Và cả áo vàng Peter Rikunov sẽ cũng phải luôn để mắt Igor Frolov ở trong chặng đua này, không để Igor được thoát đi dù bất cứ một giây nào. Những cuộc tấn công đang liên tiếp nổ ra, nhưng nó đang gây bất ngờ cho tất cả khán giả bởi nó được nổ ra giữa những tay đua rất mạnh, những tay đua đang dẫn đầu ở trên các bảng tổng sắp cá nhân. Igor Frolov lúc này đang là người dẫn đầu ở trong đoàn đông. Và ngay sau lưng anh là Peter Rikunov. Sau lưng anh nữa đó là Basankhu Bekmasuren. Trọng tài đã rung chuông báo hiệu cho vòng đua có tính điểm giải thưởng dọc đường, tính điểm áo xanh và cả giờ thưởng dành cho ba tay đua về đầu. Tốc độ của các tay đua tạo ra lúc này là trên 50 km/h, một vận tốc cực kỳ ấn tượng. Vừa rồi thì Vladislav Dionov lại đã thực hiện xong lượt kéo của mình. Và lúc này thì ở trong nhóm đầu, những tay đua ngoại binh khác cũng đang góp mặt, còn có Luis Desriac. Ngoài ra còn có Basankhu của Đồng Nai. Một tay đua Đồng Nai thoát đi và chắc chắn là sẽ chịu sự đeo bám của một tay đua Đồng Tháp. Đó là Nguyễn Phạm Quốc Khang và Trần Nguyễn Minh Trí. Hai đua đang là những người bám nhau 1-1 ở trên đường của hai ekip này. Đồng Nai và Đồng Tháp cũng là hai đội đua so kè với nhau cực kỳ quyết liệt ở trên bảng xếp hạng đồng đội những chặng đua vừa qua. Ở vị trí thứ 3 và thứ 4, một tay đua của Vinama cũng bám theo. Nguyễn Phạm Quốc Khang và Trần Nguyễn Minh Trí đều là những tay đua có nước rút tốt trong đội hình của Đồng Tháp và Đồng Nai, nhưng lúc này họ đã bị tập thể An Giang bắt kịp vào. Và bây giờ hãy xem ở đoạn đường thẳng này, Nguyễn Văn Nhã đang băng lên. Igor Frolov ở phía sau cũng đang kéo cả đoàn đông đuổi theo. Và bây giờ chúng ta chờ xem cuộc cạnh tranh nước rút của các vận động viên ở mức sprint đầu tiên. Igor Frolov đã vượt lên trên hai tay đua tấn công trước đó. Sau lưng anh vẫn đang là các đua của An Giang và của Đồng Tháp. Luis đang tấn công. Một tay đua của Canada Đồng Nai cũng đang vượt lên. Eden Abad và Quang Văn Cường. Như vậy là Eden Abad đã là người vượt qua mức trước tiên. Ở vị trí này đó là Luis Desriac. Quang Văn Cường và Vladislav Dunov là những người đã về tiếp theo ở trong giải thưởng dọc đường này. Với kết quả của Spring 1 trong chặng đua thứ 16 này thì bảng điểm áo xanh với những tay đua dẫn đầu đang không có nhiều xáo trộn. Ngay sau vòng đua thứ 3, vòng đua có tính điểm giải thưởng dọc đường thì một nhóm các tay đua mạnh cũng đã cố gắng tấn công ra đi, rồi sau đó bị đoàn đông bắt lại. Và bây giờ thì tiếp tục có một nhóm các tay đua nữa đang thoát ra. Khoảng cách giữa top 1 với đoàn đông phía sau coi như là đã bị bắt lại. Một cuộc tấn công mới nổ ra. Năm tay đua sau khi đoàn đông bắt kịp với top dẫn đầu đã lại cố gắng tăng tốc để thoát đi. Và tay đua đang tăng tốc thoát đi là tay đua của đội gạo hàng Đại Giang Roman Makin.
An Giang không chỉ phòng ngự mà họ đã vừa tung ra một đòn phản công. Roman Maikin bước đi và lập tức là một nhóm các tay đua cũng đang nỗ lực để bám theo. Có lẽ là các tay đua của Đồng Nai, Đồng Tháp. Bây giờ thì top dẫn đầu đã được hình thành với 4 vận động viên. Phải chờ xem top dẫn đầu này có thể đi được bao xa trước khi bị Đoàn Đông bắt lại. Và chúng ta đang thấy áo vàng Peter Nikonov nằm ở trong nhóm dẫn đầu của Đoàn Đông đuổi theo. Bởi vì ở trong top dẫn đầu vào lúc này đã có thêm sự xuất hiện của Igor Frolov nữa. Igor Frolov đã từ phía sau tăng tốc để đuổi theo với các đội dẫn đầu. Cuộc tấn công đang nổ ra hết sức quyết liệt và hấp dẫn. Khi không có được sự đồng lòng cùng nhau ở trong nhóm đầu này thì việc họ bị các tay đua phía sau bắt vào là điều đương nhiên. Igor Frolov tấn công đã vượt qua luôn cả nhóm đầu và bám theo sát anh vẫn đang là Peter Nikonov và cả một tay đua nữa của An Giang. Như vậy là các vận động viên chuẩn bị hoàn thành vòng chạy thứ 5 để bước vào vòng chạy thứ 6 là vòng có tốc điểm áo xanh thứ 2 trong trận đua ngày hôm nay. Và bây giờ đang có một cuộc tấn công mới ở trong top dẫn đầu. Một tay đua đang cố gắng để tăng tốc thoát đi, có lẽ là một tay đua của đội quân khu 7. Tay đua mang số đeo 80 Hà Văn Sơn đang là người tấn công để dẫn đầu ở trong top số 1 của đoàn đua. Sau lưng anh là Peter Nikonov, áo vàng đang tăng tốc để đuổi theo. Peter Nikonov đã vượt qua được Hà Văn Sơn. Và có cả Phạm Lê Xuân Lộc, tay đua đang mặc áo trắng và đứng thứ hai trên bảng điểm áo cam. Nếu như Phạm Lê Xuân Lộc về đích ở trong ba hàng đầu thì anh sẽ được cộng giờ thưởng. Đó có lẽ cũng là mục tiêu của Phạm Lê Xuân Lộc, bên cạnh việc tích lũy điểm áo xanh sẽ còn là giờ thưởng trong cuộc cạnh tranh danh hiệu áo cam với tay đua Nguyễn Thắng của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Vừa rồi thì có lẽ là một tay đua của Đồng Nai và hai tay đua của Đồng Tháp là những người đã vượt qua đích trước tiên ở giải thưởng dọc đường thứ hai này. 7 vòng đua đã được hoàn thành và bây giờ thì các tay đua sẽ bước vào vòng đua thứ 8. Sẽ còn 3 vòng đua nữa ở phía trước. Lúc này thì Hoàng Thanh Tùng cũng đã kéo theo một top khoảng 4 tay đua vượt qua luôn Nguyễn Văn Hiếu để hình thành top đi đầu. Một khoảng cách không quá lớn của tay đua đầu tiên so với đoàn đồng ở phía sau đang được đẩy tốc độ lên rất cao với một tông đường dài. Đây là các vận động viên ở nhóm giữa của đoàn đồng với vị trí của các tay đua dựa đối bên Cùng Tháp và Đồng Nai. Thì chúng ta có thể hiểu đây là các tay đua đang nằm ngay sau lưng của ekip An Giang và ekip Thành phố Hồ Chí Minh. Roman Maikin vẫn đang một mình thoát đi ở phía trên. Thêm một tay đua của An Giang, một tay đua của đội Thành phố Hồ Chí Minh New Group nữa thoát đi. Đây là tay đua bằng số đeo 25 Tăng Quý Trọng, rồi xin lỗi các bạn Nguyễn Văn Dương, rồi Trịnh Đức Tâm và Vladislav Rionov, tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh New Group cũng đang tăng tốc để đuổi theo Roman Maikin. Rõ ràng là sự hợp sức chiến thuật đến từ hai ekip An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh đang khiến cho ekip Đồng Tháp phải làm việc cực lực ở phía sau và sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng làm việc ở đoạn nước rút để đưa Trần Tuấn Kiệt về rút. Và khi đó thì cơ hội sẽ lại được mở ra với những Peter Rikunov, Nguyễn Tấn Hoài hay Nguyễn Văn Bình. Việc xếp hình của giữa đội Đồng Tháp như chúng ta đang thấy vào lúc này, khi mà đội của Đồng Tháp đang tràn lên phía trên để làm máy kéo dẫn đoàn đông lao đi. Một trận đua với tốc độ rất cao và dĩ nhiên là những máy kéo của Dobagan Đồng Tháp đã bị ngợp và không chịu được tốc độ. Bây giờ thì cả 7 máy kéo của UNESCO Đồng Tháp đang phải ráp đội hình để làm nhiệm vụ đưa Trần Tuấn Kiệt về cạnh tranh nước rút. Chúng ta vẫn sẽ chờ xem Đồng Tháp có bắt được vào với hai vận động viên đầu này hay không. Và chúng ta bây giờ có lẽ cũng còn một điều để chờ đợi nữa, là chờ xem liệu thời gian của các đội đua về đích ở trong trận đua ngày hôm nay có thấp hơn con số kỷ lục là 1:02:50 mà Trần Tuấn Kiệt đã thiết lập ở cuộc đua cấp hình năm 2022 hay không. Khi mà chỉ còn cách đích chưa đầy 1 km nữa thì có thể khẳng định là kỷ lục này có thể sẽ chắc chắn bị phá. Nguyễn Văn Bình, Phạm Lê Xuân Lộc cũng là những người đã có mặt ở trong nhóm này. Đoạn đường thẳng cuối cùng trước khi về đích, Vladislav Rionov, một tay đua của Đồng Nai cũng đang tăng tốc phía sau, đội Đồng Tháp cũng đang tăng tốc phía sau và họ có vẻ như đã đuổi rất sát với Rionov và Trần Đức Tâm ở phía trên rồi. Nỗ lực bắt tớp đã thành công và bây giờ sẽ là màn cạnh tranh của cá nhân nước rút. Trần Tuấn Kiệt đang băng lên. Tay đua trên đường Peter Nikonov. Peter Nikonov. Có vẻ Peter Nikonov mới là người giành được chiến thắng ở trong trận đấu này, chứ không phải là Trần Tuấn Kiệt. Đây sẽ là một tình huống mà chúng ta sẽ cần đến góc quay chạm lại của ban tổ chức để có thể xác định được Peter Rikunov và Trần Tuấn Kiệt ai là người đã về đích đầu tiên. Một khoảng cách sẽ cực kỳ xích sao. Congratulations. First of all, this is the 7th win. How do you feel now? I'm very happy. It's in 7 victory. Peter Rikunov đã có chiến thắng thứ 7. Ngày hôm nay thì anh cảm thấy là anh rất vui vì đồng đội cũng đã hỗ trợ cho anh rất nhiều và cả đội đang làm rất tốt. And me.
And for you, until now, among the seven wins, which one is the most impressive win for you? Yeah, it's good. Khi được hỏi rằng là trong 7 chiến thắng thì anh có ấn tượng cũng như là đặc biệt nhất với chiến thắng nào thì anh đã không thể đưa ra câu trả lời, bởi vì thật sự thì qua mỗi chặng đua tất cả thành viên trong đội đều đang nỗ lực để mà hoàn thiện mình, và tất cả chiến thắng với anh đều rất hoàn hảo. Ở chặng đua hôm nay, khi mà thực hiện một vòng đua quanh thành phố Đà Lạt và cũng là quê hương của mình, thì Lộc cảm thấy như thế nào, và đặc biệt là có sự cổ vũ rất cuồng nhiệt từ gia đình cũng như người dân ở đây? Thì em cảm giác rất là vui và là tự hào khi được mọi người ở tận dưới nhà lên để cổ vũ cho em và hỗ trợ và động viên em hết mình. Chúc mừng cho top 5 vận động viên đã giành chiến thắng ở chặng đua thứ 16 ngày hôm nay. Hạng 5, chúc mừng vận động viên Luis Desriac đến từ Dược Domesco Đồng Tháp. Hạng 4, chúc mừng Nguyễn Tấn Hoài đến từ tập đoàn Lộc Trời An Giang. Xếp thứ 3, chúc mừng vận động viên Nguyễn Văn Bình, thành phố Hồ Chí Minh New Group. Hạng 2, chúc mừng Trần Tuấn Kiệt, Dubagan Đồng Tháp. Và về nhất, một lần nữa thi đấu rất xuất sắc ở chặng thi đấu thứ 16, chúc mừng Peter Rikunov đến từ tập đoàn Lộc Trời An Giang. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Đoàn Đình Khôi Nguyên, phó giám đốc khối kinh doanh nội địa công ty cổ phần Tôm Đông Á tiến lên sân khấu trao giải thưởng cho các cá nhân giành chiến thắng chặng ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho năm tay đua rất xuất sắc ở chặng thi đấu thứ 16 ở giải đồng đội chặng. Xin được chúc mừng cho các tập thể. Đứng thứ 3, chúc mừng tập thể Vinama thành phố Hồ Chí Minh. Hạng 2, chúc mừng tập thể Dược Domesco Đồng Tháp. Và hạng nhất đồng đội chặng ngày hôm nay, một lần nữa chúc mừng tập đoàn Lộc Trời An Giang. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Lê Anh Kiệt, thành ủy viên, trưởng phòng văn hóa và thông tin thành phố Đà Lạt. Và trân trọng kính mời ông Bùi Ngọc Trung, tổng trọng tài quốc gia, tiến lên sân khấu trao giải thưởng đồng đội chặng cho các tập thể xuất sắc ở chặng đua thứ 16. Xin chúc mừng. Và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn ông Lê Anh Kiệt và ông Bùi Ngọc Trung. Sau chặng đua thứ 16, không có sự thay đổi các danh hiệu, các chiếc áo. Và đầu tiên, chúng tôi xin được chúc mừng cho tay đua trẻ Phạm Lê Xuân Lộc của quân khu 7 tiếp tục giữ danh hiệu giải thưởng áo trắng. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời bà Lê Thị Sen, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam, Trưởng ban Xe đạp Phong trào. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Chí Tân, nguyên Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tiến lên sân khấu trao giải thưởng áo trắng cho Phạm Lê Xuân Lộc của quân khu 7. Một lần nữa xin được chúc mừng Phạm Lê Xuân Lộc đến từ quân khu 7. Xin trân trọng cảm ơn bà Lê Thị Sen, xin cảm ơn ông Nguyễn Chí Tân. Tay đua Peter Rikunov của tập đoàn Lộc Trời An Giang vẫn tiếp tục giữ danh hiệu áo xanh. Xin chúc mừng, và chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Đoàn Đình Khôi Nguyên, phó giám đốc khối kinh doanh nội địa công ty cổ phần Tô Đông Á. Trân trọng kính mời ông Ngô Quang Vinh, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, phó trưởng ban tổ chức cuộc đua tiến lên sân khấu trao giải thưởng áo xanh cho Peter Rikunov đến từ tập đoàn Lộc Trời An Giang. Và xin được cảm ơn ông Ngô Quang Vinh, xin cảm ơn ông Đoàn Đình Khôi Nguyên. Chúc mừng Peter Rikunov của tập đoàn Lộc Trời An Giang. Tay đua Nguyễn Thắng của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama vẫn đang giữ chiếc áo cam, xin chúc mừng. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Tiến Hải, phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Đình Khôi, phó trưởng ban tổ chức cuộc đua xe đạp toàn quốc trên cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023 tiến lên sân khấu trao giải thưởng áo cam cho Nguyễn Thắng của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Chúc mừng Nguyễn Thắng của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Và sau đây sẽ là phần trao giải thưởng áo vàng. Peter Rikunov của tập đoàn Lộc Trời An Giang vẫn tiếp tục giữ vững chiếc áo vàng của mình, xin chúc mừng. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Đại, phó tổng giám đốc công ty cổ phần Tôm Đông Á. Trân trọng kính mời nhà báo Thái Thành Trung, phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, ban chỉ đạo cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023 tiến lên sân khấu trao giải thưởng áo vàng, giải thưởng danh giá nhất của cuộc đua cho tay đua tập đoàn Lộc Trời An Giang, Peter Rikunov. Once again, congratulations to Peter Rikunov. Xin trân trọng cảm ơn nhà báo Thái Thành Trung, xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Đại.
Quả thật là một trận thi đấu với nhiều diễn biến bất ngờ, hấp dẫn và kịch tính. Một lần nữa xin được chúc mừng tay đua Peter Rigunov của tập đoàn Lọc Trời An Giang đã giành chiến thắng chặng ngày hôm nay. Vào ngày mai, các tay đua sẽ tiếp tục thi đấu chặng 17 từ thành phố Đà Lạt hướng về thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng với lộ trình 97,5 km. Và những diễn biến hấp dẫn của chặng đua này sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9, HTV Thể thao của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng, ứng dụng HTVC và các hạ tầng mạng xã hội của HTV Tô Đông Á. Cảm ơn Tô Đông Á đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chặng 17 cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2023, Đà Lạt về Bảo Lộc, lộ trình 97,5 km. Rời thành phố ngàn hoa, các tay đua bước vào giai đoạn 4 xuôi về phương Nam. Cuộc cạnh tranh áo cam đang nóng hơn bao giờ hết. Ekip Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bảo vệ danh hiệu này như thế nào? Hãy đón xem truyền hình trực tiếp chặng 17 cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lúc 8 giờ ngày 21 tháng 4 trên HTV9 và HTV Thể thao. Win S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm.